Phú Lê làm MV tình nghĩa, kiếm tiền tỷ mỗi tháng trên YouTube. Giang hồ mạng Phú Lê từng có nhiều MV ca nhạc nói về tình nghĩa anh em, tình mẫu tử. Thông tin Phú Lê bị bắt gây xôn xao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai Hà Nội tổ chức bắt giữ vợ chồng Phú Lê trên địa bàn B Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vì cặp vợ chồng liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Phú Lê không phải gương mặt quá xa lạ trên mạng xã hội, thậm chí đổi danh là một giang hồ mạng. Đáng nói, Phú Lê còn làm nhiều sản phẩm âm nhạc, phim ảnh trên mạng với những nội dung chủ yếu đề cập tới tình nghĩa anh em giang hồ và tình mẫu tử. Có thể nói, các sản phẩm về tình mẫu tử của Phú Lê có sự đầu tư về mặt hình ảnh, thậm chí mời cả những diễn viên chuyên nghiệp như nghệ sĩ Ngọc Tảng, Anh Tuấn. Tham gia, có sản phẩm còn đạt trên 33 triệu lượt xem, MV Vì Con, và đều do vợ của gã là Thúy Kiều phụ trách kịch bản sản xuất. Bản thân Phú Lê luôn vào vai chính trong các sản phẩm của mình, đảm nhận vai một gã giang hồ, nhưng luôn trân trọng gia đình, trân trọng người mẹ. Trong MV Hận, nhân vật của Phú Lê còn có câu nói đậm triết lý: mày biết điều hạnh phúc nhất của một con người là gì không? Không phải sự giàu sang, cũng không phải chức quyền địa vị, điều hạnh phúc nhất là mày còn có mẹ. Mẹ là người hy sinh cho cả cuộc đời chúng mình, mong anh em không lớn trưởng thành. Tuy nhiên, đối diện xuất còn cứng, đài từ tứ tự nhiên và giọng hát nghiệp yêu của ca sĩ này khiến nhiều người cười trong ít tâm đạm đạm. Không chỉ vậy, vốn được gọi là giang hồ mạng mạng, Phú Lê cũng làm nhiều bộ phim web về giang hồ. Trong đó, một MV nhạc phim Chạm Mặt Giang Hồ mang tên Đời Đời Thế Thôi còn đạt 124 triệu lượt xem, con số khiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp mơ ước. Theo Sosuke, kênh YouTube của Phú Lê với 1,9 triệu được theo dõi, ước tính có thể kiếm được khoảng 3,7 nghìn đô la Mỹ, khoảng 88 triệu đồng trên 59,8 nghìn đô la Mỹ, khoảng 1,4 tỷ đồng trên tháng. Các sản phẩm của Phú Lê trên YouTube đều có yếu tố bạo lực, được giang hồ thanh toán lẫn nhau, nhưng luôn đề cao chuyện tình nghĩa anh em bạn bè khó khăn và sáng chết có nhau. Trong MV, Phú Lê xuất hiện với hình ảnh quen thuộc là mặc áo phông khoe hình ăn trộm của người, hút thuốc phì phèo. Tuy nhiên, các sản phẩm của cả đại thường gây bão mạng và được tiêm mạng bàn tán trên nhiều diễn đàn.